Sáng 20 tháng 11, tại gầm cầu Dược Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Mercedes 250 với 4 phương tiện khác khiến một người tử vong và 2 người khác bị thương. Trong đó, trường hợp nạn nhân tử vong hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính. Những người bị thương là anh Phạm Văn Út 1991, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội, và chị Phạm Thị Hồng Dung 2001, trú tại Cao Bằng. Tối 20 tháng 11, khi phóng viên có mặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng là lúc Hồng Dung đang chờ xuất viện. Được biết, Dung đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cảnh sát giao thông tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn. Nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ tai nạn, Hồng Dung kể, vào sáng nay Dung bắt xe ôm từ khu trọ đến trường để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Xe ôm chở Dung lưu thông trên đường Lê Văn Lương theo hướng đi Láng Hạ. Khi đến gầm cầu Dược Lê Văn Lương chuẩn bị rẽ phải vào đường Láng thì bất ngờ bị xe ô tô màu đen từ phía sau lao tới đâm trúng. Do sự việc quá bất ngờ, Hồng Dung bị ngã văng xuống đường và phải mất giây lát sau mới trấn tĩnh tinh thần. Chiếc xe Mercedes và xe máy cháy chỉ còn trơ khung sắt. Khi vừa định thần được việc mình bị ô tô đâm, nữ sinh này tiếp tục hoảng sợ khi phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới đất còn chiếc xe ô tô màu đen bắt đầu bốc cháy dữ dội. Lúc đó, mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong giây lát nên em không thể định thần được việc gì xảy ra. Khi đỡ sợ hơn, em mới cảm thấy đau bứt cột sống và không thể di chuyển. Hồng Dung vẫn chưa hết sợ hãi kể. Những người có mặt tại hiện trường biết Dung bị đau và không thể di chuyển đã nhanh chóng bắt xe đưa nữ sinh này vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 20 tháng 11, công an vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Dung bị chấn thương cột sống và phải nằm điều trị trong vòng 2 tuần. Từ lúc bị tai nạn em chưa dám nói cho bố, mẹ biết vì sợ mọi người ở nhà lo lắng, em dự định sau khi xuất viện đến sáng mai sẽ thông báo cho gia đình, bởi vết thương của em phải nằm điều trị trong vòng 2 tuần. Nữ sinh chia sẻ. Dung tâm sự, tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, chứng kiến hiện trường vụ việc sáng nay và những người bị thương nằm bên cạnh, Dung cảm thấy mình còn may mắn hơn những người khác. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 20 tháng 11, bà Vũ Thị Hồng Thái 1971 ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 250 mang biển kiểm soát 35785 lưu thông trên đường Lê Văn Lương. Khi chiếc xe đi đến gầm cầu Dược Hoàng Mục đã đâm phải xe máy mang biển kiểm soát 18-418. Do anh Trần Văn Thới 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định, điều khiển chở theo Phạm Thị Hồng Dung 2001, trú tại Cao Bằng. Sau đó, chiếc xe Mercedes tiếp tục đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 18-21. Do anh Phạm Văn Út 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội, điều khiển và một xe máy chưa rõ biển số chưa rõ người điều khiển, một xe đạp chưa rõ người điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm một nạn nhân nữ đi xe máy chết tại chỗ, anh Út bị bỏng đang cấp cứu viện bỏng quốc gia, chị Dung bị chấn thương cột sống đưa vào Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Tất cả các phương tiện gặp tai nạn đều bị cháy hoàn toàn.